Dạ vâng, xin thân chào các bạn YouTube của mình. Một lần nữa đây là khoa học gia Hanna Ái, Hanh Trần. Mình là khoa học gia về xét nghiệm y khoa với hơn 32 năm kinh nghiệm và 8 năm vừa rồi cuối cùng từ năm 2013 tới giờ đó. Thì là mình đi theo cái phương pháp phòng bệnh. Khoa học xét nghiệm là phương pháp chuẩn bệnh của mình hiện giờ 8 năm nay. Mình đi theo phương pháp phòng bệnh và bằng dược thảo khoa học sản phẩm thiên nhiên của công ty Pharmanex New Skin. Dạ vâng, thì hôm nay cái tựa đề mình nói chuyện đó là về cholesterol. Ok, thì trước nhất đó, mình lưu ý giúp các bạn là trên 57% con người trên thế giới hiện tại đang có thể cao hơn nữa, đang dùng với cái thành phần mà từ 70 tuổi trở lên là cái con số dùng 87-90% các bạn. Còn ngoài 40 trở lên là đã có cái kỷ lục là trên 57% chúng ta ngoài kia đang dùng cái sản những cái thuốc tây để mà trị hạ cái mỡ cholesterol. Thì khi mà mình xem xét và đây là cái tài liệu mình sắp sửa nói với các bạn đó, là mình đọc ra được từ của một ông bác sĩ tên là Joseph Mercola. Ông này là bác sĩ tây học ở Mỹ nhưng mà ông có trên hơn 2,5 triệu người trên toàn cầu theo dõi những cái bài viết của ông và theo dõi cái phương pháp của ông. Ông là bác sĩ tây học nhưng mà ông dùng phương pháp dinh dưỡng và sản phẩm thiên và thực phẩm bổ sung thiên nhiên để trị bệnh trong phòng mạch của ông ấy nhá. Thì ông ấy nói rằng đó, khi mà mình xem xét các tác dụng phụ nghiêm trọng chẳng hạn như là bệnh tiểu đường và bệnh tiêu cơ có thể xảy ra với statin. Statin là những cái thuốc tây mà đang trị mỡ bây giờ mà cuối cùng bằng cái năm cái chữ năm cái vần á là statin đó là statin. Thì cùng tức là cái ý của ông là nếu mà những cái tác dụng phụ nghiêm trọng mà xảy ra khi dùng những cái thuốc tây này á đó, thì cùng với cái việc sử dụng và tác dụng phụ của thuốc để chống lại những cái tác dụng phụ đó đó thì tác dụng phụ là tiểu đường và bệnh teo cơ, mình bị cao mỡ, mình dùng thuốc tây để trị teo mỡ rồi mình bị tác dụng phụ là thêm cái bệnh tiểu đường và bệnh teo cơ nữa, tức là từ một thành ra ba bệnh. Ok, thì cuối cùng mình dùng ba thứ thuốc tây khác nhau. Ok, thì do đó ông nói rằng này thật là khó có thể tưởng tượng tại sao những cái thuốc tây này có thể được biện minh như thế nào mà để cho loài người dùng ngoài kia. Nhá, thì câu nói chính xác của ông là như vậy. Thì chính mình cũng cũng đồng ý với ông về vấn đề này, thành ra mình mới đi theo ông các bạn. Thì bây giờ mình nói sơ các bạn cholesterol là gì nhá và tại sao mình cần nó. Mình cần cholesterol các bạn nhá. Nó là một cái chất mềm như là sáp mà nó thấy trong máu, nó không phải là chỉ ở trong máu mà nó còn ở trong mọi tế bào trong cơ thể, nơi nó giúp sản xuất màng tế bào nè, hormone nè, rồi vitamin D nè và axit mật để giúp tiêu hóa cái chất béo. Ok, thì trái ngược với cái ý kiến cho rằng cholesterol là một thứ xấu nhưng mà nó thực sự rất là quan trọng với sức khỏe và cái hệ thống thần kinh của mình. Nó không chỉ giúp hình thành ký ức của mình mà còn rất là quan trọng với chức năng thần kinh. Trên thực tế đó, não là cơ quan giàu cholesterol nhất trong cơ thể. Óc mình có nhiều cholesterol nhất các bạn ha, ghê gớm chưa? Và các nghiên cứu chỉ cho ra rằng cholesterol là thành phần quan trọng của các chức năng bình thường của bộ não như là học tập và ghi nhớ các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn vào cái PowerPoint của mình để mà các bạn có thể thấy, tại vì bắt đầu nói nhiều về hóa chất và tên hóa học á, thành ra nhìn cái PowerPoint thì dễ hơn. Thì mình xin phép để mình share nhé. Các bạn cho mình 1 phút để mình share cái computer của mình. Rồi các bạn thì đây là cái số Zalo Viber của mình nếu mà các bạn nào ở Việt Nam đại khái muốn cần liên lạc với mình và đây là email của mình nhé. Nếu cần liên lạc với mình để có thêm câu hỏi thì đó là 2 cái tin tức của mình các bạn ạ. Ok, thì bây giờ đó các bạn, thì là gan á là cái nơi mà tạo ra khoảng 75% của lượng cholesterol trong cơ thể mình. Thì trong đó có hai loại chính mà các bạn sẽ thấy trong các cái thử nghiệm về khoa học xét nghiệm. Ok, nhưng hai cái loại chính là 75% lượng cholesterol trong cơ thể đó, mà hai loại chính là HDL và LDL. Ok, thì cái số 1 đó là HDL đó, nó là cholesterol tốt và nó giúp giữ cho động mạch của mình thông suốt, và HDL nó lọc và nó loại bỏ cái LDL, tức là tiếng Việt Nam LDL, mình xin lỗi nếu mình cứ nhảy qua Mỹ và Việt lẫn lộn thì mình nghĩ các bạn biết nhà, thì bằng cách là
cái mỡ tốt HDL nó sẽ loại bỏ cái mỡ xấu LDL bằng cách nó vận chuyển cái mỡ xấu trở lại gan để cho mà gan xử lý. Thì HDL nó cũng giúp cho ngăn ngừa bệnh tim bằng cách hỗ trợ sửa chữa các thành ở bên trong cái mạch máu của mình mà nơi có thể bị tắc nghẽn bởi các mảng bám các bạn. Thì cái mỡ xấu gọi là LDL, nó lipoprotein mật độ thấp thì nó là LDL, thì đây là một cái loại cholesterol xấu mà nó tích tụ trong cái động mạch của mình và mảng bám, nó thành cái mảng bám và nó khiến động mạch của mình hẹp và nhỏ hơn các bạn. Thì nếu cục máu đông hình thành ở trong những động mạch bị thu hẹp này dẫn đến tim hoặc não của bạn dẫn sẽ làm cho mình bị đột quỵ. Vâng, thì cũng tạo nên cái lượng cholesterol của mình là một cái loại mỡ mỡ xấu thứ ba nhá, một loại mỡ thứ ba chứ không phải là nó là mỡ xấu, là triglyceride, tiếng Việt gọi là triglyceride các bạn đọc ha. Thì là nó là mức độ cao, cái mức độ cao của bệnh này có thể đưa đến bệnh tim, có liên quan đến bệnh tim và tiểu đường. Ok, khi mình bị tim hoặc là mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị cao triglyceride cùng một lúc. Thì triglyceride được biết là do mình ăn quá nhiều ngũ cốc. Thì là ngũ cốc là gì? Thì dịch ra là bánh mì, mì ống hoặc là những cái loại ngũ cốc ăn sáng, tức là cái loại cereal mà ăn buổi sáng ở bên Mỹ hay ăn cereal, bên Việt Nam này thì không ăn. Nhưng bên Việt Nam mình ăn bánh mì cực kỳ nhiều nhá. Và các bột với lại các cái bánh mà nó làm từ các cái tất cả làm từ bột bắp á, không? Rồi và đường nữa các bạn. Rồi cái thứ hai nữa là mình không hoạt động thể chất, là mình không có tập thể dục, là mình hút thuốc, mình uống rượu. Và mình hoặc là mình thừa cân hoặc là mình béo thì mình đều bị cao triglyceride. Yeah. Ok. Thì đó là ba cái chất mỡ chính mà các bạn thường thấy sẽ hiện diện ở trên cái xét nghiệm từ máu của các bạn. Nhưng mà ngoài ra đó, trong máu mình nó còn thêm ba cái thứ mỡ khác mà các bạn ít có thấy, thì nó gọi là cái đoạn lipoprotein tỷ trọng thấp, cái tên tắt của nó là VLDL đó các bạn. Thì nó chịu trách nhiệm phân tán cái mỡ triglyceride mà gan của mình tạo ra để mà mình có được một cái mức giúp cho cái mức triglyceride của mình bình thường và gan của mình thành ra nếu mà bác sĩ mà thỉnh thoảng có những bác sĩ mà người ta giỏi đó, người ta sẽ cho thử thêm cái VLDL để họ biết cái hoạt động của cái gan của mình và tuyến tụy của mình. Không. Rồi bây giờ còn cái mỡ thứ năm mà cái trong máu của mình nó gọi là triglyceride lipoprotein dầu chất béo, nó gọi tắt là TRL các bạn. Không. Thì nó cũng liên quan đến tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Ok. Nhưng mà các bạn thường thường không thấy trong cái kết quả từ máu, thì ở đây mình thông tin để các bạn có thể, nếu mà mình thì khi mà mình thử máu mình luôn luôn mình yêu cầu những cái này, tại vì nó cho mình một cái bức tranh rõ ràng hơn về cái máu của mình, các bạn mở máu của mình ha. Thành ra cái loại thứ sáu đó cũng rất là nguy hiểm, là gọi là lipoprotein A hoặc là LPA đó các bạn. Thì nó là một phần cholesterol xấu mà cái mức cao của nó đó, nó sẽ nguy cơ rất cao đối với bệnh tim. Ok, nhưng mà tuy nhiên ở đây có nói bác sĩ Bukola có nói là rất ít bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân của họ. Ok, thì ông nói rằng là chớ trêu thôi, trong khi mình luôn nghe những gì có thể xảy ra với triglyceride và cholesterol hoặc là LDL, đó là ba cái mỡ xấu nhá. Thì đó là ba cái mỡ xấu mình thấy trong máu của mình, nhưng mà mình không bao giờ nghe những cái gì có thể xảy ra khi mà ba cái thành phần này quá thấp cũng nguy hiểm nữa các bạn. Thì nếu mình có thể bị ốm nặng, mình có thể bị bệnh nặng nếu mà ba cái mức này nó quá thấp. Chứ mình đừng có thấy thấp là mình mừng, như là mình thấy quá nhiều bạn về cũng thông báo với mình cholesterol của mình thấp lắm, là có 108, 107, cái đó là quá thấp nha các bạn. Thì các bạn nghe phần sau tí nữa mình sẽ cho biết bao nhiêu là quá thấp nha các bạn. Đây nè, đang nói đây theo bác sĩ ông Joseph Mercola đó, thì là mức cholesterol mà từ 200 dưới 200 là quá thấp các bạn, là mình phải từ 200 trở lên. Và trong một cái tài liệu riêng mà mình đọc của ông đó, là mình phải trên 200 mình mới là tốt, và mình chỉ lo lắng khi nào mình là 330 trở lên thôi các bạn. Và cộng thêm với một cái phần một vài cái công thức mà mình sắp sửa nói ở trong một vài trang tới, thì các bạn cứ nghe ở đây và nhớ ở đây nhé. Thì minh chứng đã cho thấy một số người có mức độ trên 250 thì thực sự có nguy cơ mắc bệnh tim thấp do với cái mức HDL của họ. HDL là mỡ tốt nha các bạn. Ngược lại, đã thấy nhiều người có cái mức cholesterol dưới 200 có nguy cơ mắc bệnh tim rất cao dựa trên các xét nghiệm bổ sung. Đó là những cái xét nghiệm thêm mà sau này mà các bạn sẽ nhìn thấy và mình đưa ra ở đây. Các bạn nên nên có cái kiến thức về cái này, để mà tại vì á
Ở ngoài kia đó, nếu mình có cholesterol là 250, bác sĩ sẽ tống mình lên cái thuốc thuốc cao mỡ, là thuốc statin drug. Ok, cái đó là cái mình không nên làm. Thành ra mình phải có kiến thức về những cái này để mà mình tự theo dõi mình các bạn. Thì đây là ba những cái mà các bạn nên nên biết ha. Nếu mà ba cái chỉ số là cholesterol mình chia cho HDL, HDL là mỡ tốt. Rồi cái chỉ số thứ hai là mỡ xấu, triglyceride chia cho HDL là mỡ tốt của mình. Và cái thứ ba đó là triglyceride để chia cho cái mỡ tốt ở dưới của mình. Rồi cái kế tiếp đó là LDL là mỡ xấu của mình chia cho mỡ tốt của mình. Là ba cái công thức này các bạn để ý nhé. Thì bây giờ nếu mà tỷ dụ như là cái cholesterol của mình là 200 nhá. Mà mình ok. Mình nói ngược lại một tí. Nếu để tìm hiểu cái các bạn đi số 1 á, để tìm hiểu cái tỷ lệ HDL á, với cái tổng số cholesterol của mình á, thì mình mới lấy cái cholesterol mình chia cho HDL, thì tốt nhất là nó phải là 5.0, nhưng mà lý tưởng là 3.5. Thành ra cho một cái thí dụ trong cái bài này, thì ví dụ như cái số lượng cholesterol của mình là 200 và HDL của mình là 50, thì cái tỷ lệ của mình lúc đó là 4, thì 4 là dưới 5 là chấp nhận được. Nhưng mà nếu mình muốn lý tưởng, mình cho nó lên, mình cho nó xuống thành 3.5. Bây giờ cũng trong cái trường hợp này các bạn, nếu mà cholesterol của một người mà mình có thật là người thật tuyệt thật á, là của một cái bạn này là dân dân dùng sản phẩm Pharmanic New Skin lâu năm, thì cái cholesterol của bạn này tới 300, bạn này hết hồn, và bác sĩ muốn cho cái bạn này uống statin luôn, thì bạn này tư vấn với mình, thì mình bảo là gửi cái kết quả xét nghiệm cho mình, thì cái HDL là mỡ tốt của bạn ấy là lúc đó là 78. Thì hôm đó mình nhớ mình mới lấy cái cholesterol của bạn ấy là 300 mà chia cho 78 á, thì cho ra cái chỉ số cholesterol trên HDL là mỡ tốt của bạn ấy á, là 3.8. 3.8 thì theo ông Dr. Mokhtar đó là dưới 5 chấm là ngon lành rồi. Ok, thì bạn này 3.8 là bạn này gần đạt được cái 3.5, tức là gần đạt được con số lý tưởng thôi, tức là bạn này không cần dùng thuốc tây mà giảm mỡ các bạn. Thì cái đó là cái mình chia sẻ với các bạn nha. Rồi, trường hợp thứ hai, cái chỉ số thứ hai mà các bạn theo dõi khi có kết quả máu cầm trên tay vào đọc, và mỡ xấu triglyceride mà mình chia cho mỡ tốt là HDL của mình tốt nhất nên dưới 4 và lý tưởng là dưới 2. Ok. Rồi cái chỉ số thứ ba mình nên để ý là LDL là mỡ xấu chia cho HDL là mỡ tốt, thì tốt nhất là nên dưới 5 và lý tưởng là dưới 2. Các bạn, đây là cái các bạn nên có kiến thức. Rồi, thì ngoài việc kiểm tra cái mức cholesterol của mình đó, bác sĩ của mình sẽ sử dụng những cái điều dưới đây để xác định bốn nhóm người nên dùng statin. Ok, thì các bạn đọc cái chẳng hạn như là họ cân nhắc về tuổi, giới tính, tuổi là già trẻ như thế nào, giới tính là nam nữ, chủng tộc là Mỹ, Việt, African hoặc là gì đó, rồi cái tổng lượng cholesterol của mình là bao nhiêu và HDL của mình bao nhiêu, rồi huyết áp của mình nữa, rồi những người mà đang dùng thuốc giảm huyết áp, rồi những người đang bị tiểu đường, rồi những người có hút thuốc hay không hút thuốc. Thành ra họ hỏi họ họ có hết những cái nguyên tắc đó, những cái điều đó về mình, thì họ sẽ cho mình quyết định cho mình uống statin hay không đó các bạn. Thì đây là những cái nguyên tắc của bác sĩ họ dùng. Thì những người có như các bạn số 1 ha, đau tim, tắc ngực, đột quỵ là họ cho lên statin, không cần biết cái mức cholesterol của mình là cao hay thấp. Đó, thường thường là như vậy. Và kể cả trong trường hợp mẹ mình có cái tiền sử là đột quỵ, thì sau đột quỵ về lúc đó cholesterol của mẹ mình là đâu có 190 gì đó, mà là không có dùng thuốc tây gì cả, là lúc đó là đang dùng thực phẩm bổ sung, thì có 190 hay là hai, có nhiều khi cũng 200, 201, mà bác sĩ bắt uống statin drug suốt đời, là đã phán nghe một câu như vậy. Dĩ nhiên mình không có cho mẹ mình uống thuốc thuốc tây. Rồi các bạn, còn những người mà có mức LDL hoặc là cao hơn 190 mg per deciliter máu, deciliter của máu 190 mg, ok, họ cũng cho lên statin luôn. Ok, thì các bạn phải giữ cái mức BL của mình dưới 190, và cách giữ như thế nào tí nữa mình nói. Còn những bạn nào cái tuổi là 40 75 mà bị mắc tiểu đường và phạm vi LDL là 70 đến 189, ok, thì họ cũng cho lên statin. Và cái thành phần cuối cùng đó các bạn, thì cái tuổi là như vậy nhưng mà dù không mắc bệnh tiểu đường và không bị tim mạch, nhưng mà cái LDL giữa 70 và 189, và theo ước tính
là nếu mà cái chỉ số là 7.5 mà nguy cơ hoặc cao hơn mắc bệnh tim trong vòng 10 năm tới thì họ cũng cho statin. Thì đây là những cái tiêu chuẩn mà bác sĩ dùng để cho mình lên cái thuốc đó, đó các bạn, là thuốc tây statin drug. Thì đây là cái tài liệu rất hay, là cái ông tiến sĩ Fred Camaro các bạn, ông này là một nhà tiến sĩ về hóa sinh và khoa học thực phẩm, và ông nổi tiếng thế giới, và ông đã phán rằng, nghĩa là kinh nghiệm của ông là 70 năm các bạn, và ông phán ra một câu rằng á là cholesterol không phải là cái nguyên nhân để gây ra bệnh tim cho loài người các bạn. Ok, thì có ba điều về cái khảo cứu của ông này, về cái những cái gì mà ông này đưa ra các bạn. Thì ông nói rằng trong khi cholesterol trong thực phẩm không giống cholesterol trong thực phẩm không giống như cholesterol trong máu, tức là mình ăn thức ăn có cholesterol nhưng mà nó vô trong máu mình nó có thể không có, nó không còn nữa, thì tí nữa bạn nghe trang sau bạn sẽ hiểu. Đúng không? Còn có những thứ không phải là cholesterol nhưng mình ăn vô nó biến thành cholesterol các bạn nhá. Thành ra cái câu nói này nó là như vậy, cholesterol mà có sẵn trong thực phẩm không có nghĩa là giống như cholesterol mà mình thử máu mình tìm ra, cholesterol xấu đó nhá. Thì ông đã đệ đơn lên FDA và kêu gọi cấm chất béo chuyển hóa tổng hợp, tức là tiếng Anh nó gọi là TRANS fats, TRANS rồi fat đó các bạn. Thì mình phải lưu ý đó là chất chất mỡ xấu, tại vì nó có thể gây ra cục máu đông trong động mạch và cho mình bị đột đột tử. Ok, còn cái loại thứ hai đó là cholesterol mà bị oxy hóa, thì nó được cholesterol bình thường trong thức ăn đó, mà khi mình đun nóng quá đó thì nó sẽ thành bị oxy hóa, thì khi đó nó bị độc, chẳng hạn như trứng á, trứng mà mình chiên, cái trứng mà omela đó, trứng omela hoặc là bất cứ loại trứng nào đó, trứng mà mình quậy lên mình đập đập rồi mình chiên rồi mình để cho mình chiên đó, cái đó là trứng gì nhỉ, trứng chiên hả? Rồi khi mà mình chiên trong chảo mà nó chín quá và tới khét á là nó thành cholesterol bị oxy hóa, cái đó mới là nguy hiểm các bạn nha. Thì các bạn để ý cái cholesterol mà ông nói như này là cholesterol bị oxy hóa, cái dòng chữ màu đỏ của mình á, cholesterol mà bị oxy hóa tức là bị cháy rồi đó, khi mình nấu nướng thì nó gây ra cái sản cái thành phần gọi là thromboxan. Thì cái thromboxan này đó là cái yếu tố mà làm đông máu của mình, ok, chứ nó không phải là cholesterol mà trong lúc mình ăn uống. Còn trong cái chế độ ăn uống thì tí nữa cholesterol ăn nào mà trong thành phần ăn uống mà ăn tốt cho mình đó, thì các bạn sẽ nghe trong trang sau nhé. Thì cái số 3 đó các bạn là một nghiên cứu khác đó, là đã cho rằng cái việc tăng gấp đôi hoặc là gấp ba cái lượng chất béo, là chất béo bão hòa gọi là saturated fat, ok, trong chế độ ăn uống không làm tăng mức bão hòa trong máu của mình. Saturated fat là chẳng hạn nhiều dừa nè các bạn, rồi saturated fat trong cái trái bơ avocado nè, thì cái đó nó không có làm tăng mức mức béo, chất béo trong người mình đâu các bạn. Nhưng mà mình ăn chất carb, nếu mình ăn nhiều chất carb là tinh bột thì mình sẽ bị tăng cholesterol, ok, trong mỡ máu của mình nha các bạn. Thì cái đó là ba điều mà ông tiến sĩ Fred Camaro đưa ra mà mình thấy rất là thú vị, rất là học hỏi nhiều từ ông ấy. Ok, thì sau đây các bạn có một cái ví dụ về những loại thực phẩm mà trước đây mà người ta nghĩ rằng có hại cho sức khỏe đó, nhưng mà giờ đây với cái nghiên cứu tiên tiến nhất của từ những bác sĩ, ông Dr. Camaro, Dr. Joseph Mercola đã thông báo rằng nó thành thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch của mình. Thì các bạn đọc các bạn sẽ thấy ngạc nhiên, mà chính mình lần đầu mình đọc mình cũng ngạc nhiên các bạn. Thì trứng hữu cơ nó lại là nguồn tốt cho mình, thì đó là các chất bổ như là nó gồm có choline, selen, biotin, vitamin B, phosphor và lutein và zeaxanthin. Lutein là bổ mắt cho mình các bạn nhé. Ok. Và nó lại rất tốt. Ok. Rồi còn cái bơ tươi mà nguyên chất hữu cơ nó có vitamin E, K2 và A, và nó có iốt, nó có những cái khoáng chất và nó là chất béo lành mạnh cho mình. Ok. Thành ra mình nên ăn những cái thứ này. Rồi nó giúp cho mình ngăn ngừa được viêm khớp nữa các bạn. Ok. Rồi cái thứ ba là thịt bò ăn cỏ, bò mà do bò ăn cỏ chứ không phải là bò mà người ta nuôi trong nông trại thì rất là độc các bạn. Bò ăn cỏ rất là tốt là tại vì nó có hàm lượng cao của axit linoleic. Ok các bạn, nó là chất béo lành mạnh và nó cũng có tỷ lệ của omega 3 cao, thành ra nó tốt cho mình. Ok. Rồi, đó là trường hợp của các bạn vẫn còn ăn thịt. Thì đây là những động vật mà nó tốt. Còn gan của động vật á, mà động vật ăn cỏ như là bò, ok, rất là giàu axit amin, thì ăn gan bò tốt các bạn ha. Thì nó có vitamin B12, CoQ10, ok, thì đó là những cái mà bạn có thể ăn được, tại vì nó có cholesterol tốt cho mình, mỡ tốt cho mình, nó gọi là mỡ tốt, ok. Thì cái câu này, câu tóm lại của bác sĩ Mercola, Joseph Mercola, không có ai biết được là có bao nhiêu người đã bị tổn hại
bởi cái suy nghĩ nguy hiểm trong nhiều thập kỷ rằng chất béo bão hòa là saturated fat có hại cho tim của mình. Nhưng mà đặc biệt khi các bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng cái việc thiếu chất béo lành mạnh, tức là saturated fat đó, thực sự làm tăng nguy cơ tim mạch của mình. Nếu mình thiếu cái chất béo đó, những cái chất béo mà của cái trang vừa rồi mình, những cái chất béo mình có thể ăn được từ thịt bò, ăn cỏ, từ bơ, từ coconut meal, từ coconut oil, rồi từ avocado, đó là những chất béo tốt các bạn, và từ trứng nha. Thì như đã đề cập đó, mình có thể giảm cholesterol bằng cách giải quyết bất kỳ vấn đề viêm nhiễm nào mà mình có thể gặp phải và khắc phục chúng. Thì cái viêm ở trong người mình nó tí nữa, bài nói chuyện sau các bạn sẽ mình sẽ nói về viêm, và viêm á, nó làm cho mình cao cholesterol. Thì do đó mình sẽ nói cách khắc phục về viêm. Thì ở trong thực phẩm bổ sung của mình cũng có một cái sản phẩm mà giúp cho giảm viêm á. Thì mình sẽ nói trong bài sau, ok. Nhưng mà luôn luôn các bạn, cái chữ màu đỏ statin nên là biện pháp cuối cùng, mình nghĩ là tiến thối lưỡng nan mình mới dùng thôi. Tại vì ông bác sĩ ông đã minh chứng rằng trong 20.000 người ở trong phòng xét nghiệm của ông, trong phòng khám bệnh của ông, trong số 20.000 người mà đến thăm khám của ông đó, thì chỉ có 4 hoặc là 5 người cần dùng cái thuốc statin thôi, tức là thuốc tây giảm mỡ thôi, tại vì họ bị thách thức về di truyền, tức là cao cholesterol có bị di truyền. Nhưng mà nếu hai chọc mỗi 20.000 người chỉ có 4 hay 5 người thì con số đó cực kỳ nhỏ các bạn nhé. Yeah. Thì ý của mình đó là như vậy. Rồi bây giờ thì ở đây mình sẽ cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây, nhưng mà bây giờ đó các bạn, thì mình sẽ có một bài nói chuyện sau nữa nói chi tiết về ăn uống như thế nào, và nhất là cái thứ hai, cách ăn uống là một, cái thứ hai là tập thể dục, và cái thứ ba là dùng thực phẩm bổ sung để hạ cái mỡ của mình, mỡ cholesterol, mỡ triglyceride, mỡ LDL là mỡ xấu, xuống hoàn toàn một cách tự nhiên các bạn. Và có minh chứng rồi nha các bạn, mình ngày xưa 16 năm bị cao mỡ và phải dùng statin, ok, simvastatin, simvastatin, simvastatin. Lúc trước là dùng lipitor, nó làm cho mình bị tăng cái viêm gan, nó làm mình bị sưng gan. Thế là bác sĩ đổi mình qua simvastatin, vẫn bị, mình bắt đầu mình bị sưng gan và teo cơ. Thì tại vì mình tự làm khoa học xét nghiệm, mình thấy cái cơ của mình nó bắt đầu nó bị những cái viêm, những cái gan, về những cái yếu tố trong cái cơ của mình nó bị viêm, nó bị cao lên. Thế là mình mắc bác sĩ sau khi đổi thuốc hai lần, bác sĩ không chịu đổi. Bác sĩ nói như là một là bà tiếp tục dùng rồi, hai là bà sẽ bị nghẽn tim đột ngột và chết. Bố mình mất năm 63 tuổi vì nghẽn tim và ra đời một cách đột ngột. Mẹ mình cũng đã bị đột quỵ và hiện giờ vẫn còn nằm trên giường các bạn, thì còn sống nhé. Yeah. Nhưng mà cái ý mình á, do đó mình theo dõi cái bệnh này rất là kỹ, tại vì mình không muốn. Ok rồi, thì bây giờ các bạn, thì đây là thực phẩm bổ sung mà mình dùng cho chính mình để mà giảm cholesterol. Mình chỉ bị cholesterol cao và LDL là mỡ xấu cao thôi, nhưng mà bố mình thì bị triglyceride cao, và trong nhà mình cũng có một người anh em mình bị triglyceride cao. Ok, thì bây giờ là cái cách mà dùng, thì ông Dr. Joseph Mercola ông đề nghị là dùng phải đem cái chất chống oxy hóa lên cao để mình chia để chống viêm. Ok, và mình có một cái khoa học xét nghiệm gọi là CRP, C-reactive protein, là mình phải tự thử, mình phải yêu cầu bác sĩ thử cho mình để coi cái mình có bị viêm ở bên trong không các bạn nhá. Ok, thì cái đó mình phải yêu cầu mình mới được làm. Thì các bạn có cái kiến thức thì một cái bài sau mình sẽ nói chi tiết hơn. Thì các bạn, đây là cái mà sản phẩm mà mình dùng hàng ngày, nó là Life Hack Nano. Chỉ trong này có hơn 60 vitamin khoáng chất và Marine Omega để hỗ trợ cho cái hệ thống miễn nhiễm mình vẽ ra, và Marine Omega là chống viêm cho mình đó các bạn, và thêm một cái khác nữa. Và cái này, cái thứ hai là mình dùng, mình quên cái bản, cái anh này y, ok rồi, đây là một cái sản phẩm chống viêm cực kỳ mạnh của Pharmanex New Skin, mình có dùng đây các bạn, đây là chống viêm nhá. Rồi thì như ông Dr. Mercola nói đó, mình phải điều trị cái gốc viêm ở trong người mình. Ok rồi, cái thứ ba mình dùng là những cái sản phẩm trong cái bộ TR90. TR là, nếu bạn nào mới không có biết, TR là trong cái bộ mà giảm mỡ tăng cơ để giảm ký. Mình hiện giờ là cao, mình cao 1m65 mà mình nặng 119 pound,
Ok, tức là mình không có béo phì nhưng mình vẫn dùng cái này tại vì mình sợ cholesterol, mình bị cholesterol cao. Và ok, để mình chống. Thì đây là những sản phẩm bên trong có thành phần mà ảnh hưởng tới mỡ máu của mình và nó giúp cho mình giảm mỡ máu. Thì cái đây là Theonite Control nhá. Và cái anh này nữa là TR90 Fit các bạn nhá. Rồi chính ông Dr. Mokola cũng có nói thêm rằng vitamin D mình phải cần dùng. Thì trong mấy bài sau mình sẽ nói tại sao vitamin D nó hỗ trợ cho giảm những cái mỡ cholesterol và mỡ xấu và triglyceride cho mình. Thì đây là những sản phẩm mà mình dùng. À, còn thêm một cái anh này nữa là colistin. Colistin này rất là tốt, mình sẽ có bài nói chuyện về cái này. Nó tương đương với thuốc tây mà chị giảm mỡ các bạn, đến nỗi mà trong quá khứ là những cái hệ thống mà pharmaceutical company là những cái công ty dược đó, họ yêu cầu là phải có tòa bác sĩ mới mới mua được cái này nha các bạn. Và công ty Pharmanex New Skin phải tranh đấu để không cần tòa bác sĩ để mình có thể mua dùng, và thành phần của nó cực kỳ tốt luôn. Và cái này nó giúp cho mình duy trì cái mức cholesterol được bình thường các bạn. Ok các bạn, thì đây là những sản phẩm mà mình dùng để chống lại cái bệnh mỡ cao cao mình là bị cao cholesterol và cao mỡ xấu. Ok rồi, xin chào các bạn, xin chào quý vị, và xin hẹn trong một cái bài nói chuyện sau là mình vẫn phải tập thể dục và mình phải dinh dưỡng đúng. Thì mình nói kỹ hơn, nó là ba thứ ha. Dinh dưỡng đúng, tập thể dục và dùng thực phẩm bổ sung mình mới 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 hạ được cái mỡ của mình. Nhưng mà cái đó dễ hơn, còn hơn là dùng thuốc tây và bị tiểu đường và teo cơ. Cái bệnh teo cơ đàn ông bị rất là nhiều, và khi họ bị teo cơ thì họ sẽ bị bất lực. Mà đa số đàn ông mà sau 40 bắt đầu bị mỡ cao đó, mà bị tấm uống statin đó, họ bị bất lực, thì các bạn nghĩ là chuyện gì xảy ra cho gia đình hạnh phúc của họ. Và mình đã tư vấn và gặp rất nhiều và đã tư vấn cho rất nhiều trường hợp và đã bị như thế này. Cái người đàn ông bị như vậy, ok các bạn, rất là tốt. Rồi, xin thân chào một lần nữa và xin hẹn kỳ sau ạ.